muốn cả đời suôn sẻ hãy ghi nhớ những điều đơn giản này. Mỗi câu nói của người xưa đều là những kinh nghiệm được đúc kết ra từ các hiện tượng, sự việc thật xảy ra trong một thời gian lâu dài. Hiểu rõ và làm theo những lời dạy bảo này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống, cho vận mệnh của chúng ta. Hãy cùng xem những bí quyết để cả đời được suôn sẻ mà người xưa dạy là những gì nhé. 1. Trước khi nói phải suy nghĩ kỹ, hãy sáng suốt với sự tình, thận trọng với lời nói nhiều không hẳn đã có ích. Bình thường nhất định phải quản tốt cái miệng của mình, nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho bản thân. 2. Gặp chuyện đừng vội kết luận, cho dù đã có đáp án thì cũng cứ từ từ, đừng vội vã, bởi vì biết đâu sẽ còn phương pháp giải quyết tốt hơn. Đứng ở những góc độ khác nhau sẽ có những đáp án khác nhau, phải học được cách thay đổi tư duy, đặc biệt là khi gặp phải phiền toái, phải học được cách lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Học được cách này, rất nhiều khi phiền toái được hóa giải, thậm chí vận may sẽ đến. 3. Học cách coi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cố gắng đem chuyện phức tạp xử lý theo cách đơn giản nhất. Đừng bao giờ đem chuyện đơn giản hóa thành phức tạp. 4. Đừng bình luận về người khác. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ tình yêu và cũng không có vô duyên vô cớ thù hận. Đừng tham dự vào việc bình luận bất kỳ ai, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi. 5. Tuân thủ quy tắc, sự việc đừng làm đến tuyệt, làm bất cứ việc gì đều phải tuân thủ quy tắc. Người ta nói kẻ trộm cũng biết rõ là những thứ gì tuyệt đối không thể trộm là có ý này. Cho nên, làm sự tình gì cũng đừng làm đến tuyệt, đoạn tuyệt, tuyệt tình. Những việc như dậu đổ bìm leo tuyệt đối đừng làm, cho người khác đường lui cũng đồng nghĩa với loại bỏ chướng ngại cho mình. 6. Đối với tiểu nhân, hãy đứng xa mà nhìn, đối với tiểu nhân phải nhường nhịn, lùi một bước biển rộng trời cao. Trêu chọc tiểu nhân là động chạm đến phiền toái. Đa phần những kẻ tiểu nhân ở trên đời này là không nên động chạm vào. Từ trước đến nay, thời đại nào cũng có tiểu nhân và chỉ nên đứng xa mà nhìn. 7. Đối đãi với người yêu thương nhất định phải tôn trọng. Người khác yêu thương mình là có nguyên nhân, đừng hỏi tại sao, khi tiếp nhận phải dùng yêu mến nhiều hơn để hồi báo họ. Nhưng mà đừng bao giờ lừa gạt tình cảm của người khác, cho dù bạn không thích, cho dù người ta có khuyết điểm. Đây là tài phú mà bạn có dùng tiền cũng không mua được. 8. Cầm lên được, hạ xuống được. Phải có một tâm thái bình thản. Khi tâm trạng không tốt chính là lúc bạn đang luẩn quẩn trong phiền toái, dằn vặt. Kỳ thực sự tình cũng không đến nỗi xấu tệ như bạn nghĩ đâu. Đường đời của ai cũng có lúc cao điểm, có lúc xuống thấp điểm, căn bản không có cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió. Phải học được cách cầm lên được và hạ xuống được. Cầm lên được là một loại dũng khí nhưng bỏ xuống được lại cần một loại ý chí. 9. Quý trọng duyên phận tốt lành, nhưng tuyệt đối đừng bài xích duyên phận không tốt. Duyên phận có tốt có xấu, quý trọng duyên phận tốt cũng đừng bài xích duyên phận xấu. Gặp thoáng qua cũng là duyên phận. Toàn thế giới có mấy tỷ người, chạm mặt ai cũng không hề dễ dàng gì, cho nên gặp duyên phận không tốt cũng phải cố gắng khoan dung, cho đối phương một lần cơ hội không thể vừa gặp đã chối bỏ. 10. Đừng để điều không thuận lợi trong sự nghiệp làm ảnh hưởng đến người nhà. Đừng để những điều không thuận lợi trong sự nghiệp làm ảnh hưởng đến người nhà. Càng đừng để bất hòa trong gia đình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Làm như vậy rất không có lợi vì cả gia đình và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng, thậm chí bị tổn thất. Nhất là đàn ông, phải có trách nhiệm với cả gia đình và sự nghiệp. 11. Không lừa gạt người khác, cùng đừng để dễ dàng bị lừa, dựa vào lừa gạt người. Hạ thấp người để nâng cao bản thân kết quả chỉ là để lộ ra sự vô tri và bần cùng của bản thân. Ngược lại, bạn cũng cần phải dưỡng được tố chất tốt đẹp và tri thức uyên bác để kẻ lừa gạt không dám đến gần. 12. Là phụ nữ cũng phải coi trọng sự nghiệp, là phụ nữ đừng có ý nghĩ sự nghiệp không liên quan gì đến mình. Việc của mình là ở trong bếp, chăm con. Kỳ thực, hãy để ý đến sự nghiệp một chút. Có sự nghiệp, có công việc bạn sẽ thấy ý nghĩa hơn rất nhiều. 13. Thời gian rảnh rỗi hãy dành để làm phong phú bản thân. Thời gian nhàn rỗi đừng dành để chơi những trò chơi vô nghĩa hay những câu chuyện phím vô ích. Hãy đọc một cuốn sách, học cách quản lý một công ty, xem xét tin thời sự, tìm hiểu pháp luật. Những điều này sẽ làm phong phú bản thân bạn, đồng thời cũng tạo cho bạn nhiều cơ hội hơn. 14. Giữ vẻ ngoài sạch sẽ. Rất nhiều người khi vừa gặp gỡ đã khiến người khác không muốn gặp lần thứ hai. Nhưng có nhiều người lại để lại ấn tượng trong lòng người khác ngay trong lần gặp đầu tiên.
Vẻ ngoài không phải quan trọng nhất nhưng không thể xem nhẹ nó. Bạn không nhất thiết phải ăn mặc đắt tiền nhưng nhất định phải giữ đầu tóc, quần áo sạch sẽ. 15. Trước khi thành công, không cần phải nói với người khác. Khi làm một sự việc gì, trước khi thành công, không cần phải nói cho người khác biết. Nếu như bạn thành công, không cần nói thì người khác tự khắc sẽ biết. Vì vậy để tăng cường thêm các khí, chiêu tài chiêu quý nhân, các bạn có thể kết hợp sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân luôn đem theo bên mình để đem lại may mắn. Vòng tam hợp gỗ tử đàn được chế tác từ gỗ tử đàn kết hợp với ba linh vật tam hợp địa chi được khắc trên đá mã não đỏ bằng mực vàng thần tài. Các nguyên liệu kết thành vòng tay gỗ tử đàn tam hợp đều là những bảo vật quý trong nhân gian, trong đạo Phật, cũng như trong phong thủy, trong đó. Bộ ba linh vật tam hợp tỵ dậu sửu, thân tý thìn, hợi mão mùi, dần ngọ tuất được khắc bằng mực vàng thần tài trên đá mã não đỏ giúp tăng cường khí, năng lượng, hộ thân, đem lại may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc, phú quý cho gia chủ. Theo phong thủy, đá mã não chính là biểu tượng của sức khỏe, mang lại sự sung túc và trường thọ, với ý nghĩa là loại đá hộ mệnh. Mang theo đá mã não bên mình như mang một lá bùa may mắn và hạnh phúc cho con người. Gỗ tử đàn Ấn Độ là một trong những loại gỗ quý nhất thế giới. Gỗ tử đàn được mệnh danh là vương một trong các loại gỗ, vua của các loài gỗ bởi chúng sinh trưởng chậm, vài trăm năm mới trưởng thành và hưởng tinh hoa trời đất khiến cho loài gỗ này càng trở nên quý hiếm hơn. Thường được sử dụng để chế tác tượng Phật, các pháp khí sử dụng để trừ tà, hóa sát. Đây là vật phẩm phong thủy cát lành, không chỉ làm vật phẩm hộ thân mà còn có thể làm quà tặng may mắn cho những người thân yêu. Để thỉnh vật phẩm, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0911998682, 0986707892 hoặc để lại họ tên, địa chỉ, năm sinh dưới phần bình luận để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.